Mùa giải thứ 32 của giải bóng đá vô địch quốc gia Nhật Bản, J1 League 2024 khởi tranh từ 23 tháng 2 và dự kiến kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2024. 20 câu lạc bộ sẽ tranh tài trong 38 vòng đấu trên 19 sân vận động ở 15 tỉnh thành của Nhật Bản để tìm ra nhà vô địch. Sau đây là tổng quan về 20 sân vận động tại J1 League 2024. Sân vận động Sankyo Frontier Kashiwa là sân nhà của câu lạc bộ Kashiwa Reysol. Sân bóng nằm tại thành phố Kashiwa của tỉnh Chiba, được xây dựng năm 1985. Sân đã trải qua hai lần cải tạo vào năm 1993 và trong giai đoạn từ 2009 đến 2012. Sức chứa của sân vận động Sankyo Frontier Kashiwa là 15.109 khán giả, nó chính là sân vận động nhỏ nhất tại J1 League 2024. Mặt sân Sankyo Frontier Kashiwa có kích thước 105m x 68m, trong khi hệ thống chiếu sáng có công suất 1.800 lux. Jubilee Hirata trở lại J1 League chỉ sau một mùa giải phải xuống hạng. Sân nhà của câu lạc bộ này là sân vận động Yamaha. Sân bóng nằm tại thành phố Iwata của tỉnh Shizuoka, được xây dựng vào năm 1978. Nó đã trải qua 4 lần cải tạo mở rộng vào các năm 1993, 1995, 1997 và 2013. Sức chứa hiện tại của sân vận động Yamaha là 15.156 khán giả. Mặt sân Yamaha sử dụng cỏ Tipton với kích thước sân bóng đá là 105m x 68m, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 1.500 lux. Lemon Gas Stadium Hirasuka là sân nhà của câu lạc bộ Sonan Belme. Sân vận động nằm tại thành phố Hirasuka, tỉnh Kanagawa, được xây dựng vào năm 1987 và đã trải qua một lần cải tạo vào năm 1994. Sức chứa hiện tại của Lemon Gas Stadium Hirasuka là 15.380 khán giả. Mặt sân sử dụng cỏ Tipton 419, bao quanh là đường chạy 8 làn đạt tiêu chuẩn hạng 2 của Liên đoàn Điền kinh Nhật Bản. Kích thước sân bóng đá của Lemon Gas Stadium Hirasuka là 105m x 68m, trong khi hệ thống chiếu sáng bao gồm 4 dàn đèn. Machida Zelvia là tân binh tiếp theo của J1 League 2024. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Machida Gion. Sân bóng nằm tại thành phố Machida của Tokyo, được xây dựng vào năm 1990 và đã trải qua hai lần cải tạo vào các giai đoạn từ 2009 đến 2013 và 2018 đến 2021. Sức chứa hiện tại của sân vận động Machida Gion là 15.489 khán giả. Sân sử dụng cỏ Tipton với kích thước sân bóng đá là 107m x 71m. Machida Gion hiện là cơ sở hạng 3 của Liên đoàn Điền kinh Nhật Bản. Sân cũng có hệ thống chiếu sáng với 4 trụ đèn. Bedenki là sân nhà của Avipa Fukuoka. Sân bóng nằm tại Hakata Wood của Fukuoka, được xây dựng vào năm 1995 với chi phí xây dựng 10 tỷ yên Nhật Bản. Đây là sân vận động dành riêng cho bóng đá đầu tiên của thành phố Fukuoka. Sân đã được cải tạo trong giai đoạn từ 2017 đến 2018. Sức chứa hiện tại của sân vận động Bedenki là 21.562 khán giả. Mặt cỏ có kích thước 144m x 80m, trong khi hệ thống chiếu sáng được lắp đặt trên mái che của sân vận động với công suất chiếu sáng 2.000 lux. Sanga Stadium by Kyocera là sân nhà của Kyoto Sanga. Sân bóng nằm tại thành phố Kameoka của Kyoto, được bắt đầu xây dựng vào năm 2018 và mở cửa vào năm 2020. Kinh phí xây dựng sân vận động là 15,6 tỷ yên. Sanga Stadium by Kyocera có sức chứa 21.623 khán giả. Mặt sân sử dụng cỏ Bermuda, có kích thước 126m x 84m. Khoảng 1 MW pin mặt trời được lắp đặt trên mái của sân vận động, biến nó trở thành một sân vận động thân thiện với môi trường.
trong khi hệ thống chiếu sáng của Sanga Stadium by Kyocera có công suất 1.500 lux. Sân vận động Ikimae Real Estate là sân nhà của Sagan Tosu. Sân bóng nằm ở thành phố Tosu, tỉnh Saga, được bắt đầu xây dựng vào năm 1994 và mở cửa vào năm 1996. Kinh phí xây dựng sân vận động là 6,7 tỷ yên. Sân đã trải qua 3 lần cải tạo vào các giai đoạn từ 2013 đến 2015, 2018 đến 2019 và lần gần nhất vào năm 2023. Ikimae Real Estate có sức chứa 24.130 khán giả. Đây là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất ở tỉnh Saga. Nó cũng là sân vận động có kết cấu khán đài bằng thép đầu tiên tại Nhật Bản. Mặt cỏ Ikimae Real Estate có kích thước 125m x 78m, với phần sân bóng đá là 105m x 68m, trong khi hệ thống chiếu sáng của sân vận động được lắp đặt trên mái che. Sân vận động Yodoko Sakura là sân nhà của Cerezo Osaka. Sân bóng nằm ở Higashisuminoshiku, Osaka, được xây dựng vào năm 1987. Nó đã trải qua 2 lần cải tạo vào năm 2010 và 2021. Kinh phí xây dựng sân vận động là 4,8 tỷ yên. Đây là sân vận động thứ 3 trong khu phức hợp Nagai, cùng với sân vận động Nagai và sân vận động Nagai S. Yodoko Sakura có sức chứa 24.481 khán giả. Mặt cỏ Yodoko Sakura có kích thước 118m x 71m, với phần sân bóng đá là 105m x 68m, trong khi hệ thống chiếu sáng của sân vận động được lắp đặt trên mái che. Sân nhà của Kawasaki Frontale tại G1 League 2024 là Event Todoroki Stadium by Fujitsu. Sân vận động đa năng nằm tại Todoroki Ryokuchi, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa. Được xây dựng vào năm 1962. Nó được xếp hạng sân vận động điền kinh hạng nhất của Liên đoàn Điền kinh Nhật Bản và hạng 2 của Hiệp hội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế IAAF. Sân vận động này đã trải qua 4 lần cải tạo vào các năm 1986, 1994, 1995 và 2015. Event Todoroki Stadium by Fujitsu có sức chứa 26.827 khán giả. Hệ thống chiếu sáng của sân vận động bao gồm 2 trụ đèn và các đèn được lắp đặt trên mái che. Mùa giải này, Sanfrecce Hiroshima chính thức chuyển đến sân nhà mới Edeon Pitswing Hiroshima. Sân vận động mới nằm trong công viên trung tâm thành phố Hiroshima, tỉnh Hiroshima. Được bắt đầu xây dựng vào năm 2022 và chính thức khai trương vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Kinh phí xây dựng Edeon Pitswing Hiroshima là 25,6 tỷ yên. Nó là một công trình dành cho bóng đá với tiện nghi hạng nhất, trải nghiệm tuyệt vời trong những ngày có trận đấu và sở hữu một không gian công cộng rộng lớn. Khán giả có thể theo dõi trận đấu ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết, với hàng ghế đầu chỉ cách đường pitch vài mét. Khán đài tầng 2 được thiết kế với độ nghiêng 35 độ, mang lại góc nhìn tuyệt vời ở mọi vị trí. Edeon Pitswing Hiroshima có sức chứa 28.520 khán giả. Sân vận động có sân cỏ tự nhiên có kích thước 110m x 71m, trong đó phần sân bóng đá có kích thước 105m x 68m, sử dụng có tiếp tần 419. Sân nhà của đương kim vô địch Vincent Kobe là Noevia Stadium Kobe. Một sân vận động dành riêng cho bóng đá nằm trong công viên Misaki ở phường Hyogo, thành phố Kobe, tỉnh Hyogo. Nó được bắt đầu xây dựng vào năm 1999 và chính thức mở cửa vào năm 2001. Kinh phí xây dựng sân vận động là 23 tỷ yên. Noevia Stadium Kobe có mái che có thể thu vào với sức chứa 29.913 khán giả. Mặt cỏ Noevia Stadium Kobe là Sitgrass, một loại cỏ lai bao gồm 4% cỏ nhân tạo. Kích thước sân bóng đá cũng là 105m x 68m, trong khi hệ thống chiếu sáng được lắp đặt trên mái che. Sân vận động bóng đá Kashima là sân nhà của câu lạc bộ Kashima Antlers.
sân vận động dành riêng cho bóng đá nằm ở thành phố Kashima, tỉnh Ibaraki. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1992 và hoàn thành vào năm 1993. Sân vận động được cải tạo vào năm 2001 với kinh phí 19,3 tỷ yên. Sức chứa của sân vận động bóng đá Kashima là 38.620 khán giả. Một máy lượn sóng hình bầu dục trên khán đài bao phủ 2/3 số ghế. Sân vận động bóng đá Kashima sử dụng cỏ xanh Kentucky. Đây là một loại cỏ vùng lạnh, đặc trưng bởi màu xanh lá cây gần với màu xanh lam và chịu được sức nóng của giữa mùa hè. Sân cỏ có kích thước 115m x 78m, còn phần sân bóng đá là 105m x 68m. Hệ thống chiếu sáng của sân vận động này bao gồm 388 đèn pha trên mái che, có công suất 1.500 lux. Sapporo Dome vẫn luôn là một trong những sân vận động đặc biệt nhất ở Nhật Bản. Nó là sân nhà của câu lạc bộ Hokkaido Consadole Sapporo. Sapporo Dome là một địa điểm bóng đá và bóng chày nằm ở Yogaoka, Toyohira, thành phố Sapporo, Hokkaido. Nó được bắt đầu xây dựng vào năm 1998 và chính thức hoàn thành vào năm 2001. Kinh phí xây dựng sân vận động là 42,2 tỷ yên. Sapporo Dome có khả năng chuyển đổi giữa hai bề mặt hoàn toàn khác nhau. Các trận đấu bóng chày được chơi trên một sân cỏ nhân tạo bên dưới, trong khi các trận bóng đá được tổ chức trên một sân cỏ trượt vào và ra khỏi sân vận động khi cần thiết, biến nó thành sân vận động bóng đá cỏ tự nhiên trong nhà duy nhất của Nhật Bản. Chuyển đổi từ bóng chày sang bóng đá bắt đầu bằng việc cất giữ sân cỏ nhân tạo của sân bóng chày. Một số ghế ở một đầu của khán đài được thu lại, và sân bóng đá được trượt vào sân vận động với tốc độ 4m mỗi phút. Mặt sân sau đó được xoay 90 độ để vào đúng vị trí cho một trận bóng đá. Quá trình chuyển đổi từ bóng đá sang bóng chày diễn ra ngược lại. Kích thước sân cỏ tự nhiên của Sapporo Dome là 113,4 m x 80m, với sân bóng đá có kích thước 105 m x 68m. Sapporo Dome có sức chứa 38.794 khán giả. Sân nhà của Gamba Osaka là sân vận động Panasonic Suita. Được bắt đầu xây dựng vào năm 2013 và chính thức mở cửa vào năm 2015. Kinh phí xây dựng là 14 tỷ yên. Sức chứa của Panasonic Suita là 39.694 khán giả. Tất cả các ghế đều có mái che. Phần phía nam của mái che được làm bằng vật liệu thủy tinh để ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào sân cỏ. Bằng cách đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà và sử dụng đèn LED để chiếu sáng ban đêm, Panasonic Suita được thiết kế để trở thành một sân vận động thân thiện với môi trường. Trong đó, 2.100 mô đun pin mặt trời công suất cao được lắp đặt, tạo ra 504 kW điện cho sân vận động. Cùng với 380 đèn LED được lắp đặt trên mái che mang đến công suất chiếu sáng 1.500 lux. Sân nhà của Albirex Niigata là sân vận động Denka Big Swan. Sân vận động đa năng nằm trong công viên Toriyanogata ở Chūkū, thành phố Niigata, tỉnh Niigata. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1997 và hoàn thành vào năm 2001. Sức chứa của Denka Big Swan là 41.684 khán giả, được bao phủ bởi một mái màng Teflon. Phần sân cỏ có kích thước 107m x 72m, sử dụng cỏ xanh Kentucky. Denka Big Swan được chứng nhận hạng nhất của Liên đoàn Điền kinh Nhật Bản và hạng 2 từ IAAF. Hệ thống chiếu sáng của sân vận động này bao gồm 398 đèn pha được lắp đặt trên mái che. Sân vận động Toyota là sân nhà của câu lạc bộ Nagoya Grampus. Sân vận động nằm ở công viên trung tâm Toyota, thành phố Toyota, tỉnh Aichi. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1997 và chính thức hoàn thành vào năm 2001. Kinh phí xây dựng sân vận động là 34 tỷ yên. Ban đầu sân vận động Toyota được thiết kế với một mái che có thể thu vào. Tuy nhiên, kể từ năm 2015 tính năng này đã dừng hoạt động vì chi phí bảo trì tốn kém. Từ năm 2021 đến 2023, mái che này đã được cải tạo để trở thành một mái che cố định. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 43.739 khán giả. Kích thước của phần cỏ tự nhiên là 115m x 78m, trong đó kích thước sân bóng đá được cố định ở mức 105m x 68m.
Hệ thống chiếu sáng của sân vận động Toyota sử dụng đèn LED được lắp đặt trên mái che. Ajinomoto là sân bóng duy nhất được sử dụng đồng thời bởi hai câu lạc bộ tại J1 League 2024. Khi FC Tokyo chia sẻ sân nhà với Tân binh Tokyo Verdy. Sân vận động đa năng nằm ở thành phố Chōfu, Tokyo, được xây dựng vào năm 2001 với kinh phí xây dựng 30,7 tỷ yên. Sức chứa hiện tại của sân vận động Ajinomoto là 49.970 khán giả. Gần như toàn bộ khán đài được phủ bởi một mái che. Mái sân vận động được làm bằng vật liệu Teflon bán trong suốt cho khán đài phía đông và phía tây, trong khi vật liệu Polycarbonate hoàn toàn trong suốt được sử dụng cho mái che của khán đài phía bắc và phía nam để đảm bảo ánh sáng mặt trời cho sân cỏ tự nhiên. Dù là một sân vận động đa năng, Ajinomoto được sử dụng chủ yếu cho bóng đá. Hiện tại cỏ nhân tạo được lắp đặt trên phần đường chạy điền kinh. Do đó, có một khoảng trống giữa sân bóng đá và khán đài. Sân nhà của câu lạc bộ Urawa Red Diamond là sân vận động Saitama 2002. Sân vận động dành riêng cho bóng đá ở Midoriku, thành phố Saitama, tỉnh Saitama. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1998 và chính thức mở cửa vào năm 2001. Với kinh phí xây dựng 35,6 tỷ yên, với sức chứa 62.010 khán giả, đó là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Nhật Bản. Với khán đài phía Tây và phía Đông được bao phủ bởi mái che, mặt sân Saitama 2002 sử dụng hỗn hợp 3 loại cỏ, bao gồm cỏ xanh Kentucky, cỏ lúa mạch đen lâu năm và cỏ tô fescue. Dưới sân cỏ, một hệ thống kiểm soát nhiệt độ đất được lắp đặt, sử dụng máy tính để kiểm soát nhiệt độ đất tối ưu cho sự phát triển của cỏ. Trong khi đó, 356 đèn pha được lắp đặt trên mái che mang đến công suất chiếu sáng 2000 lux, giúp tái tạo màu sắc tự nhiên và hỗ trợ phát sóng độ nét cao. Sân bóng lớn nhất tại J1 League 2024 là sân vận động Nissan, sân nhà của câu lạc bộ Yokohama F Marinos. Sân vận động đa năng nằm trong công viên Shin Yokohama ở Kohoku, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1994 và chính thức mở cửa vào năm 1998. Với tổng kinh phí xây dựng là 60,3 tỷ yên. Sức chứa của sân vận động Nissan là 71.822 khán giả, với 3/4 số ghế khán giả được bao phủ bởi một mái che. Nó là sân vận động điền kinh được chứng nhận hạng nhất bởi Liên đoàn Điền kinh Nhật Bản và hạng 2 của Hiệp hội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế IAAF. Sân cỏ tự nhiên có kích thước 107m x 72m, với phần sân bóng đá là 105m x 68m, trong khi hệ thống chiếu sáng có công suất 2000 lux.